chính thức đóng cửa trái tim, nhưng mà xinh gái thì anh lại mở. Vậy thì xin em đừng nhắc bao nhiêu mong mơ. Bố mẹ chửi thì không khóc, người yêu dọa chia tay khóc cả buổi. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Dăm ba cái tình yêu trẻ trâu, tao lại không cần. Yêu nhau là do duyên số, cưới nhau là do sự cố gây ra. Mẹ yên tâm, con không nghiện đâu. Mẹ yên tâm, con không nghiện đâu. Alo mẹ à, con nghiện rồi. Người ta tán thì không yêu, xong lên Facebook than không có người yêu, khét đấy. Yêu một người rất khó, cho nên tôi chọn yêu nhiều người. Top những loại thịt ngon nhất. Top 1, thịt người yêu. Comment vào video này không ai dép, ngày mai có người yêu. Tuy mình sáu trai nhưng mà được cái mình nghèo. Sống ở lời, đừng mớt dậy như một con chó. Mày nên nhớ thịt chó là đặc sản của Việt Nam. Gọi em là 26 Sơn La, vì anh tán thì em cứ lắc đầu. Ở tí là hủy kết bạn với cả vlog. Trưởng thành lên. Bạn à, sống đẹp lên, xóa hết ảnh dìm trong máy đi.